Phật tử xa xứ Ai Chi thuộc công đạo bộ Hoàng Chùa Ba Vàng. Sau đây con xin kể câu chuyện trường nghiệp của con ạ. Thứ nhất là chồng của con năm nay là 46 tuổi. Thì con được nghe người bạn nói là chồng con đi theo gái thì con cũng không tin đâu, tại vì chồng con là một người rất là đàng hoàng tử tế, đi làm về vẫn đúng giờ và ăn cơm với vợ con và vẫn ngủ nghỉ thì thời gian rất là bình thường. Nhưng mà một hôm thì bạn của con nói là tại sao chồng chị tin với gái như vậy mà chị vẫn thản nhiên như vậy. Thì con mới nói là không, tại vì chị rất tin chồng chị hiền như vậy mà. Thì một hôm thì con có cái để điện thoại của con ghi âm ở trong xe, thì con có nghe được cuộc trò chuyện của giữa chồng con và cái cô bồ kia. Nhưng mà cô bồ kia thì chính là bạn rất là thân trong công ty ạ. Thì con có nói với bạn con là tại sao mà biết vợ chồng chị vẫn ở với nhau như vậy mà em lại gặp với chồng chị. Thì bắt đầu cô bồ có nói là chồng chị nói là chị bị bạch tim, chị không đẻ con trai, do chồng chị làm muốn có con trai để nối dõi tông đường, cho nên là em mới gặp với chồng chị. Thì cái cô bồ đó thì là đã có con riêng ở Việt Nam rồi, nhưng mà có chồng rồi nhưng mà vẫn sang đi gặp với chồng của con. Thì con mới nói với chồng con, thì chồng con vẫn cãi, thì con giơ cái điện thoại ra. Chồng con mới nói là do chồng con đi xem bói là cửa của con là gần thân thì họ là tứ hành xung, cho nên là không ở với nhau. Bây giờ chỉ có một cách là chồng con đi ra ngoài ở hoặc là ly dị. Thì con mới nói là bây giờ con bé nhà con nó rất là quấn bố, mà nếu mà bố đi ra ngoài như vậy thì nó nhớ. Thì trong một tuần đầu chồng con cứ đi về về rất là thất thường. Chồng con đi ra ngoài ấy thì bắt đầu con bé nó mới sinh ra cái tâm là chán nản và nó không chịu đi học, và có khi đến lớp học thì nó cứ ngồi một chỗ và nó không chịu ăn và không chia sẻ với bạn bè gì cả. Nó rất là buồn, về nhà thì nó khóc, rồi nó nằm lăn ra giường, rồi nó có đủ thứ mọi thứ hết. Thì nó có con rất là buồn. Thì bắt đầu là con nói cô bồ, thì cái cô bồ đó đã chấm dứt với chồng con. Bên gia đình nhà chồng con ấy thì lại nằm mai cho chồng con một cái cô ở bồ bên Việt Nam đấy. Thì bắt đầu chồng con ngại về đấy, lúc có chồng con ở riêng ra rồi thì con không theo dõi được chồng con đi đâu về đâu cả. Cái chị hàng xóm chị mới nói là chồng của em ấy, nên những cái cô kia hỏi chồng con rồi, nó có con giống như là người ở trên trời rơi xuống. Lúc đó con đi tìm đủ mọi thành bói rồi tả thứ, tại vì con bệnh tim con không thể là đi làm được, con làm rất là ít thời gian. Thế thì bắt đầu con đi mượn tiền của người này người kia, thì số tiền lên tới khoảng 100 triệu, thì các nghiệp thì vẫn không chuyển. Thế hôm nay con mới điện thoại về cho thính của con, thì thính của con hiện tại đang tu tập về đạo tràng Minh Chân Đại Đức ở Hải Dương. Thì thính con mới nói là con vào trang cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày ấy, xem rất là nhiều câu chuyện chuyển nghiệp, nghiệp khổ người ta được chuyển nghiệp đấy, thì con cũng vào để xem. Nhưng mà con vẫn còn tà kiến, vẫn còn đi xem bói, vẫn còn đi thầy cúng này kia. Thì con một hôm ấy thì con nghe được một bài pháp của sư phụ là về vô thường vô ngã, và bài pháp của cô chủ nhiệm giảng về từ bỏ tham thân. Thì con nói là cô có nói là cái thân này tại sao thương mình, để đi thương cái thân của người ta đang sống hạnh phúc, cái cô bồ kia mình cứ ở nhà đau khổ. Thì mỗi một lần cái cô chồng con đi về Việt Nam, con nghe được là về Việt Nam, thì mỗi cô kia thì con không thể nào con ngủ được, cũng không ăn được. Thì lúc đó là con 48 kg, thì trong vòng một tháng thôi mà con suốt 10 kg, còn còn 38 kg. Con không đi làm và con cũng thậm chí con không cho con gái của con đi học luôn đấy. Thì bắt đầu con dần dần thì bắt đầu con mới tỉnh giác ra, và con cũng hay gọi điện về cho thím con. Thì rất là nhân duyên thì được cái bạn Trần Hoàng hiện tại đang tu tập tại đạo tràng của Tokyo, thì bạn có gọi điện cho con và nói là cô vào đạo tràng tu tập đi, rất là lợi ích. Bắt đầu con mới vào được khoảng một tháng ấy, thì bắt đầu con tu tập thì con nghe pháp của sư phụ của cô rất là nhiều, thì con bắt đầu con giác ngộ được ra. Và bắt đầu con mới xin đạo tràng trưởng và ban cán sự cho con xin tu tập bài số 8. Thì trước khi chưa tu tập bài số 8 thì con có đi ra bên toán, thì con mới cũng đề nghị toán là bây giờ chồng con đi theo ái như vậy, con bệnh tim thì chồng con không chu cấp một đồng nào cho con cả, thì cho nên con không có tiền nuôi con, thì bây giờ có cách nào để cho con tiền trợ cấp nuôi con. Thì trong khi đó chồng con ở bên Việt Nam sang thì bắt con là phải ly hôn để lấy cái cô ở bên Việt Nam, và đánh con là bóc cổ con 3 lần, và đánh bóc cổ tại Cần Thơ luôn, và bắt con là phải ký đơn ly dị. Thì con không ký đơn ly dị thì một tối hôm đó có hiện con là đi ra ngoài bãi xe đấy, con đang đi ấy, thì bắt đầu anh ta lấy xe và anh ta đâm vào con, thì con đã chạy được. Và lúc đó là con đến bên cảnh sát để con thông báo, thì bắt đầu cảnh sát mới đến làm việc. Thì bắt đầu là chồng con mới nói là bây giờ không đẻ được con trai thì phải chấp nhận cho chồng con đi như vậy. Chồng con lại
về Việt Nam lần thứ hai và nói dối với gia đình chồng con, bố mẹ chồng con đã chết rồi và bây giờ chồng con muốn lấy vợ hai để nuôi nấng đứa con của con chứ bây giờ bỏ nó rồi rất là tội nghiệp. Con tu tập được một tháng cái bài số 8 để chuyển hóa nghiệp ấy thì bắt đầu là có sự thay đổi rất là rõ rệt và được tòa án gọi điện đến là ngày mai ấy thì bắt đầu là hai vợ chồng sẽ gặp nhau, nhưng mà gặp nhau thì mỗi người ở bên một phòng chứ không được nào ngồi chung. Thì đến cuối của cái buổi Tết thì con nhận được kết quả là chồng con đã đồng ý và trợ cấp cho con để lấy tiền để con nuôi con hàng tháng ạ. Và sau ngày hôm sau thì bắt đầu là con lại nhận được điện thoại của cô giáo nói là con gái của con hiện tại rất là ngoan và cô giáo cũng rất là ngạc nhiên là tại sao bây giờ lại chơi rất là hòa đồng bạn bè và chỉ cho bài tập chơi cho bạn bè. Qua đây thì con thấy Phật pháp rất là nhiều màu, thì cũng mong là các đạo hữu thì vẫn còn tài kiến hoặc là tập nhiều khổ thì hãy tu tập Phật pháp rất là vi diệu. Cô chủ nhiệm chỉ dạy là Phật pháp ấy là tinh đan diệu dược, nếu mà ai mà tinh tấn tu học Phật pháp thì cái nghiệp khổ của mình nó sẽ thay đổi và cũng sẽ dần dần những cái mà chẳng hạn trong gia đình của mình ấy thì chẳng hạn là mình có gieo duyên cho đến gia đình nhà mình ấy thì người ta cũng được thay đổi và mình cũng rất là hạnh phúc. Qua đây thì con cũng xin là tất cả ơn tất cả đã nghe câu chuyện trải nghiệm của con và con cũng xin tri ân Tam Bảo, con xin ân chư phụ, con xin ân tri ân các chư tăng và cô chủ nhiệm đã ngày đêm sắc tấn cho con và đã mang ánh sáng trí tuệ để cho chúng con tu tập. Con đã hạnh phúc nay, con đã từ bỏ được tham sân si, con không hận chồng con và con không hận những người đã thù hận con nữa ạ.